BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm trước thì team BB có đi xem phim Côn Đại Nhạc Hội. Và hôm đó là một ngày rất là đặc biệt đối với team BB. Bởi vì chúng mình được giao lưu gặp gỡ với các bạn nhỏ này, được gặp team Hành Tinh Đồ Chơi này, và được gặp hai người đặc biệt nữa, đó là chị Thơ Nguyễn và anh Đều Vào. Hai anh chị ấy đã bay từ Sài Gòn ra đến tận Hà Nội rất là vất vả rồi, nhưng mà vẫn mang theo những món quà rất là xinh xắn và dễ thương cho anh chị trong team BBTV. Đây, nếu mà bạn nào đã xem video đi xem phim Côn Đại Nhạc Hội với chị Thơ Nguyễn rồi thì ắt hẳn là các bạn sẽ biết được bên trong đây là những món quà gì rồi, đúng không nào? Còn những bạn nào mà chưa xem thì nhớ mở ra xem ngay nhé. Còn đây là những món quà của các bạn fan tặng cho chúng mình đấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bóc tất cả những cái món quà này ra nhá. Ok, đồng ý. Bóc phần quà nào trước nhỉ? Tớ thì thích quà của chị Tơ với anh Bảo Bảo trước. Được, thế thì chúng mình sẽ khui những phần quà này nha. Ok. Đây là của tớ nè. À, còn cái này là của mình. Đây, là của các bạn ơi, chúng mình sẽ cho các bạn xem nha. Xem tiền. Rất là đẹp. Rất là áo đâu? Áo đôi nhưng mà tớ không cầm hết được. Đây, tớ xinh với lộng lẫy chưa? Rơi à? Đây, tớ thấy á. Đây, tớ rất sạc sợ nhá. Trông mà tớ chúa luôn. Tớ thấy bộ nào cũng xinh mà. Bộ nào cũng đẹp. Chúng mình quyết định là những bộ váy này sẽ để dành để những dịp nào đặc biệt nhất thì mới mặc thôi. Rồi. Đẹp quá. Bây giờ mình để quà của chị Thơ đây đã. Rồi, khui những phần quà này nữa đi. Ok, bây giờ mở phần quà này đi. Có bao hộp quà thì mình sẽ mở hộp to trước nhé. Ừ, hộp to này trước đi. Tiên tèn, không biết đây là gì đây. Wow. Hóa ra là những chiếc bờm. Wow, rất là đẹp luôn này. Ui, xinh thế. Còn có hai cái bờm móng tay. Hai cái bờm móng tay nè. Ba cái này. Ba cái bờm này bạn nhỏ này mua cho ba bạn nữ, còn hai chiếc bờm móng tay này là của hai bạn nam đấy. Anh đúng rồi. Đây anh có một lá thư này. Lá thư á? Bạn đây. Thư nào? Wow. Giờ tớ đọc cho đi. Bạn nghe nhá. BBTV yêu thương, Tuyết Nhi. Em chúc chị Tuyết, chị Hằng, chị Lan xinh đẹp, mạnh khỏe. Em chúc anh Hùng, anh Hào đẹp trai. Anh chị nhớ đến nhà em chơi nhé. Em rất mong được gặp anh chị. Đây là một bạn tên là Tuyết Nhi. Đúng viết rồi. Thư gửi cho anh chị trong team BBTV. Bạn ấy còn vẽ đây này. Hình như rất là nhiều team. Hình như bạn ấy tên ở nhà là Coca đấy. Thả rất là nhiều team như team BB đấy. Anh chị trong team BBTV cảm ơn bạn Tuyết Nhi nhá. Đây đã. Đây. Cho tớ thử xem nào. Bây giờ thì chúng mình sẽ bóc cái này nhá. Tên tên, xinh không? Xinh. Rất là xinh. Để đây. Bạn Tuyết Nhi chọn đồ rất là đẹp. Ok. Bóc ra. 2, 3. Có một quyển sổ à. Quyển sổ. Và một chiếc bút. Và rất là nhiều bút luôn. Xinh chưa? Đẹp thế nhở? Dễ thương quá. Còn có nhẫn nè. Trời ơi, một chiếc nhẫn thì ai đeo? Trong này cho chị Tuyết rồi đây. Các bạn ơi, xem này. Còn bạn thư còn viết thư và sổ nữa này. Còn đọc xem. Để tớ đọc cho các bạn nghe nha. Xin chào anh chị BBTV. Em tên là Lan Anh. Ở Hà Nội. Em rất thích xem kênh của anh chị. Nhờ xem những video mà em đã được rất nhiều học. Ôi dồi gì đây. Mà em đã được rất nhiều điều hay và bổ ích. I love you BB. Ký tên Lan Anh. Bạn Lan Anh viết rất là hay. Chắc là chỗ này bạn ấy bảo là nhờ xem những video mà em đã học được rất là nhiều điều hay và bổ ích đấy. Đấy. Cảm ơn tình cảm mà bạn Lan Anh đã dành cho team BBTV nha. Có bao nhiêu chiếc bút đấy? Đây. Chắc là 5 cái. 5 chiếc thì có nghĩa là team BB có 5 thành viên thì mỗi người một chiếc đấy. Bạn ấy tâm lý chưa? Cái nào cũng xinh luôn. Cái này xinh nè. Tớ thích màu hồng thì tớ sẽ lấy cái màu hồng. Anh chị sẽ dùng những chiếc bút này để viết vào sổ này. Và những video lớp học thì anh chị sẽ dùng những chiếc bút này nhá. Rồi, đây là món quà cuối cùng. Hai hộp luôn. Wow. Ở đây có ghi cái gì nè? Bạn đọc xem.
mong tim đăng quà lên video. Rồi nha, đây chị sẽ mở ra phần quà của bạn nhỏ này. Đây bạn kéo này, bạn này kéo này. Đâu? Đây các bạn. Không thì lấy kéo các bạn kéo đi ra. Đây nè, tên tên rồi. Wow, mở kẹo bánh này. Có kẹo này, ở đây có một lá thư nữa. Đâu đâu, đọc thư đây. Xem nào. Tên tên. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc thư nhá. Lúc đầu là Hằng. Em chúc chị mạnh khỏe, xinh đẹp và nhiều money. Wow. Đến Tuyết này. Em chúc chị y chang chị Hằng. Đấy. Hào, em chúc anh đẹp trai và nhiều money. Đấy. Lời chúc rất là ngộ nghĩnh đúng không? Tiếp đến anh Hùng. Em chúc anh y chang anh Hào. Bạn này đáng yêu quá. Ô. Nhưng mà hết rồi, không có tên mình hả? Hết rồi. À chắc là cái tờ giấy này nó bé nên là không còn chỗ ghi để ghi nữa thôi. Sao bạn ghi là gửi đội BB đây mà. Thiếu mất của chị Lan rồi. Đấy. Gửi đội BB. Có một bạn cún. Bạn cún tên là Bảo Huyên đấy. Còn bạn bông tên là Hải Anh đấy. Đúng rồi. Yeah. Bông. Cảm ơn bạn Bảo Huyên và bạn Hải Anh nha. Wow, ở đây có rất là nhiều bánh kẹo luôn. Cái này là cái gì vậy? Đáng yêu quá. Đây là gì nhỉ? Đây là chiếc đĩa bạn ấy cắt ra và trên đây là bạn có vẽ rất là nhiều hình. Đây này. Đấy, ở đây còn có một cái mặt cười nữa này. Chứng tỏ là bạn ấy rất là yêu Team BB đấy. Thử xem nào. Đây. À, đây mình thử ghép xem nào. Ghép xem có. Ô, cái này ghép được hả? Chắc là được đấy. Đây là một chiếc đĩa giấy đĩa. Ấy. Chắc là có ý nghĩa gì đấy. Đúng rồi. Có thể đây là những hình mà bạn ấy thích ý. Ừ. Đây là cái này, mặt trời ngộ nghĩnh quá. Rất là đáng yêu. Đây là một chiếc bánh à. Rồi, đây nữa, có một cái mặt cười. Rồi. Không biết trong hộp này là gì. Mặt cười chắc để vào giữa nè. Có nghĩa là bạn ấy đang cười với chúng mình đấy. Đây là những chiếc thư mình sẽ để đây. Ok. Ủa, còn trong hộp này có gì không nhỉ? Mở từ bác xem nào. Bóc. Được gói rất là tỉ mỉ luôn. Wow, gì ấy? Có gì đấy? Đây nữa. Tên tên. Wow. Đây. Wow, một bức tranh. Ôi, đẹp chưa? Đẹp wow, bức tranh này sẽ nằm đúng như rồi. Này. Đây là một cái cây và một cái ghế thì phải. Một cái ghế. Dưới này là cỏ. Đồng cỏ. Bạn này vẽ đẹp thế. Còn có chữ này. Rất là thơ mộng. Của Bảo Quyên tặng BBTV. Bạn Bảo Quyên rất là khéo tay luôn, vẽ rất là đẹp. Đẹp thật này. Chúng mình sẽ dán lên ở phòng học đi. Phòng học nhá. Phòng học. Ok rồi. Yeah. Vậy là vừa rồi thì chúng mình cũng đã bóc xong những phần quà rất là đáng yêu và ngộ nghĩnh này rồi. Nhân video này thì Team BBTV muốn gửi lời cảm ơn đến chị Thơ Nguyễn này, anh Tiểu Bảo Bảo và toàn thể tất cả các bạn nhỏ đã luôn dành tình cảm cho Team BBTV. Chúng mình sẽ làm thật là nhiều video hay và ý nghĩa cho các bạn nhỏ xem. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Để các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh BBTV nhé. Còn bây giờ chúng mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.